Cái bờ mấy kia Phương. Vợ cọp. Nay mình có buổi diễn khai trương ngân hàng An Bình Băng ở đây đó. Và nay mình diễn chung với lại Nguyễn Hải Lam. Anh em nhớ Nguyễn Hải Lam không? Đó, trời ơi top hit dữ nãy giờ luôn, ghê thiệt. Anh em nhớ Nguyễn Hải Lam thì nhớ thả gửi lời hỏi thăm chúc mừng năm mới cho Nguyễn Hải Lam nha. Lễ phụ á, lễ phụ á, lễ phụ nha. Lễ phụ, lễ phụ. Và hôm nay mình với Lam có một buổi biểu diễn tại ngân hàng An Bình Băng nha. Giờ chuẩn bị diễn rồi. Nghe nói có mỗi lần nữa. Mỗi lần thì đứng bên kia rồi, đã chiếu mỗi lần mọi người coi ha. Yeah, hôm nay đã là ngày mùng 6 Tết rồi đó. Các doanh nghiệp, cửa hàng chọn ngày mùng 6 để khai trương cũng nhiều lắm. Và bản thân Thi cũng may mắn có một show diễn ngay ngày mùng 6 này luôn. Và show diễn ngày hôm nay Thi làm đó là khai trương ngân hàng An Bình Băng chi nhánh Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh nè. Các bạn thấy đó, mỗi lần thật là hoành tráng đúng không nào? Mỗi lần khai trương là một phong tục dân gian mang lại không khí tươi vui, rộn rã, tưng bừng và náo nhiệt. Mỗi lần không chỉ xua đuổi tà khí mà còn đem lại nhiều sự may mắn, phúc lành cho công ty, đem đến thái bình, thịnh vượng cho mọi nhà. Và đây là anh Nguyễn Văn Toàn. Yeah, mình xin nhắc lại một lần nữa, đó là Nguyễn Văn Toàn. Nay Văn Toàn bỏ đá banh đi làm ngân hàng rồi nha anh em. Đùa thôi, đây là anh Toàn, giám đốc An Bình Băng chi nhánh Bình Tân, cũng là người gọi mình đến biểu diễn sân bóng khai trương ngày hôm nay. Thật ra thì mang bóng đá đến ngày khai trương mình cũng thấy không liên quan gì lắm. Nhưng mà vì anh Toàn là một người rất đam mê bóng đá, vì vậy nên các hoạt động của công ty đều có hơi hướng liên quan đến bóng đá một chút nè. Bản thân Toàn cũng thành lập một đội bóng futsal có tên là An Bình Băng Bình Tân FC, đá cố định vào tối thứ ba hàng tuần gồm những anh em thân thiết của anh Toàn nè. Tên thế thôi chứ các cá nhân thì không ai làm cho An Bình Băng cả. Ha ha. Và phần tiếp theo của video sẽ là một trận bóng đá cùng với An Bình Băng FC mà mình đã cách đây vài tháng rồi. Ok, vậy thì cùng theo chân mình trở lại sân bóng và thưởng thức trận thi đấu này nha. Let's go! Chào anh em, nay lại có một trận banh với lại mấy anh em đội nói về mặc áo của ngân hàng An Bình. Thì thật ra là áo này do anh giám đốc chi nhánh anh tài trợ, chứ còn đội thì mấy anh em đâu phải ai cũng làm của ngân hàng An Bình đâu. Mấy anh em chơi chung với nhau thôi. Đó, mấy anh em đang khởi động đây nè. Rất là đông. Thì mặc áo An Bình thôi chứ ra là không có ai làm ngân hàng An Bình hết trơn. Thì có anh Toàn. Anh Toàn thì bị đau chân rồi không có đá. Cái sân thì tối thui thùi lùi không thấy đường luôn. Nhưng mà thôi, ráng đá đều sức khỏe mồ hôi ha. 16 ba tiền anh Nhân có một cầu áo xanh, anh Vinh, anh Phương, anh Phương Râu. Anh Phương này khoảng 10 năm trước mà anh em không biết rồi, nổi tiếng trong giới phủi lắm, đá banh siêu hay luôn. Ok ok, kèo này đá ba đội, một áo cam, một áo xanh và một áo đen. Hai trái ra đố anh nha. Ôi, ngoài rồi. Ngoài rồi. Ai giọng im luôn. Không im luôn. Ngoài hả? Ngoài hả? Không biết, không biết ngoài chưa nữa. Tính ra thì đi đá banh men theo va trên đầu cũng hay. Ai chơi ăn gian là biết liền. Vậy pha này ai là người ăn gian vậy? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Anh nhờ. Tình huống trong clip là anh Vinh cắt được bóng ở phần sân nhà và mình đang ở giữa, tách ra và nhân bước cao lên tạo thành tình huống 3-2. Bài 3-2 thì muốn ăn thì cũng có một số phương án, chẳng hạn như ở đây mình vừa ăn là số 15 thấp đây, chuyền qua mình, anh nhân cắt cục 2 ăn bàn. Và ngược lại đây, nếu như họ đứng như thế này, chuyền qua anh nhân cắt cục 2 ăn bàn. Chú ý cái này tí xíu là cầu thủ kèm mình đứng thấp như thế này, hở đường chuyền thì chuyền qua được. Còn nếu như họ cắt hẳn đường chuyền luôn, Vinh nhấn lên, mình cắt cục 2, chuyền qua ăn bàn. Hoặc đối diện thủ môn, mình nhân bước lên, ăn. Và một trường hợp nữa mà trường hợp này cũng ít khi xảy ra lắm, đó là hai cầu thủ hậu vệ che luôn hai đường chuyền qua của mình với anh Nhân luôn, thì anh Vinh có thể dốc thẳng lên, dứt điểm. Trường hợp này cũng ít khi xảy ra lắm, nhưng mà ai biết được, cứ vậy mà làm thôi. Ồ, đá vô gôn luôn hả? Ồ, tự đá về gôn luôn hả? Red quá, người ta áp lực quá mà. Chạy di chuyển kìa ca chứ đứng đại bóng xem kìa. Nhân, ok. Rồi, Nhân khỏe quá. Ta hán đồ. Ơi. Ơi. Đây. Nè, trước mặt. Đưa Nhân luôn. Chạy luôn không? Chạy luôn. Nhân. Từ em nè. Ủa anh tại em bước lên hả? Theo luôn, theo. Thôi. Ừ, theo. Đây. Đây. Bình ơi. Qua đâu? Rồi biên. Nhân. Tài ơi. Yeah.
Anh nhờ. Mạnh cho vô mấy cái con của hai chắc nha. Chích mũi. Hay quá anh ơi. Hay quá. Một trong những phương pháp dứt điểm bóng cận chân, không có nhiều đà hoặc ở tư thế không thuận chân thì chích mũi là một giải pháp thật là tuyệt vời. Và nhân nhà mình là một chuyên gia về điều đó. Bỏ bóng. Bỏ thì thể lắm giữa. Lại em. Cái nữa. Cái này. Không ai lên bước lên. Nhận. Có tiếp. Em nó giơ mạnh lên. Chạy về bên này. Tốt nhiều rồi. Bên kia chuyền về cho bạn á. Luật futsal cơ bản, bóng từ đồng đội trả về cho thủ môn không được dùng tay bắt bóng. Ai chưa biết thì giờ biết rồi nha. Dạ. Hay quá. Phải luôn ơi, phải luôn anh Nhân. Ơi trời, trúng cột nữa. Tới bình ơi. Quá ẩu quá. Tự nhiên. Nhanh quá. Phương. Thôi rồi. Kỹ thuật La Cresta có thể áp dụng cho qua người, cả chuyền, cả ghi bàn. Và Phương Râu là người thường xuyên làm điều này. Anh em có thể ứng dụng xem sao nha. Nó sẽ đem lại hiệu quả ngoài mong đợi luôn đó. Cái bờ mấy kia Phương. Giỏi cọp chúng văng vô nữa chứ. Hên thiệt. Đúng hên luôn anh Phương ơi. Không, nghĩ anh đã hán cho rồi nhưng mà không thấy được chiếc banh. Tối quá, tối thui. Thực ra ngay từ đầu thì mình đoán anh Phương sẽ truyền qua khe hán đối phương qua cho mình. Và thực sự mà nói luôn, sân tối quá, không thấy đường mà lần. Đã vậy, banh còn đi nhanh nữa. Quơ đại cái chân chúng quả banh là hay lắm rồi.
Chúng cọc dọc thì hơi fail đó, nhưng mà may quá, bóng dội ra lại trúng ngay chân trụ bay vào lưới. Người ta nói, hay không bằng hên, quả chẳng sai. Thầy 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 luôn gôn dở gôn dở cháy đó gôn dở. Vô chết tôi trượt chân. Hết cây. Trời. Nhờ bạn racing á. Ok. Lại. Đào lên. Chạy về. Ai? Đây nè. Chết chưa? Giờ là anh ta. Tay. Tiếp về lại. Tiền à. Đây. Đây. Anh có bắt không nên. Hey. Kê tại ơi. TV đây nè. Thôi. Giờ mà chưa cỡ là lát hết đầu gói á. Về phụ tay ơi. 4-2. Không có lui nữa.
Ok. Về lại tiền ơi. Nè. Đây, đây. Tập tiền ơi. Thế hey, anh Vinh ơi. Đấy anh. Kể không? Chạy đi. Ok, kết thúc ha. Thay đồ rồi. Một trận banh vui vẻ, sức khỏe, đầy mồ hôi và nhiều tiếng cười anh em ha. Rồi, như lệ anh em thấy hay nhớ like đăng ký kênh, còn chờ các video clip mình trong thời gian sắp tới nữa nha. Và mình là Phạm Trung Thi, xin chào, gặp lại, bye bye.